chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ được phát sóng trên khung giờ quen thuộc 19:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Hẹn Hò Hoàn Mỹ. Và Ngô Phan rất vui khi được đồng hành với chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ cùng với 8 chàng trai vô cùng thú vị và tài năng của chương trình. Cảm ơn chị. Ngày hôm nay thì các em có thấy điều gì mới không nè? Dạ có. Sao vậy em? Em thấy Dư Lương vặn đồ như ba chúng em. Dư Lương vặn đồ như ba chúng em. Anh mà như ba chúng em là gì? Em nè, ba cái đèn giao thông. Xanh đỏ tới vàng. Đây là một cây chứ không là ba cây. Một cây như ba màu. Bên kia có cây đua xe nè. Cây đua xe luôn anh. Ủa? Em thấy bên kia. Ủa, nhìn như đội siêu nhân ấy nhỉ? Ba anh em mặc đồ vậy là có cái tiết mục văn nghệ không? Có với một văn nghệ không? Là trình bày liền. Rồi thôi nè. Cái mục đích chị hỏi như vậy không phải là để các em nói về quần áo. Mà chúng ta đã chia tay một người thì tất nhiên chúng ta sẽ phải chào đón một người mới, đúng không các em? Và thành viên mới của chúng ta ngày hôm nay là một thành viên vừa mới mà lại vừa cũ. Em có thể giới thiệu về mình cho quý vị khán giả cũng giống như là chị và các bạn còn lại được biết về mình nhiều hơn không? À vâng. Xin chào mọi người, mình là Đức Ứng. Hết hả? Hết rồi hả? Ủa? Đến từ rồi. À em đến từ đâu? À mình đến từ Cống Lở. À không, em đến từ Thanh Hóa và em đang sống ở Hồ Chí Minh. Ủa? Trùng hợp quá chị ha. Cái bạn nữ mà của tập trước cũng là đến từ Thanh Hóa, bây giờ Đức Ứng cũng đến từ Thanh Hóa. Có khi tập này về nha. Có khi nào hôm nay cậu về luôn. Thôi bây giờ mình trở về vị trí để mình có thể trò chuyện nhiều hơn nha. Xin mời. Bây giờ chị hỏi thêm về Đức Ứng nha. Lần trở lại này ở Tỏ Tình Hoàn Mỹ thì em mang tâm thế như thế nào đến đây? Lần trước thì em có bận một chút công việc ấy, cho nên là em không thể tiếp tục đồng hành cùng mọi người được. Thì lần này em đã giải quyết xong những công việc lần trước rồi. Thì em đang muốn quay lại để tìm một nửa của em ạ. Wow. Vậy thì một nửa của em thời điểm hiện tại sẽ là người như thế nào? Em nghĩ là vẫn như cũ rồi ạ. Lần trước thì em có một cái gu là cứ te dễ thương. Thế là đủ rồi ạ. Có nghĩa là em thích mẫu phụ nữ ngọt ngào. Dạ, những người con gái ngọt ngào, dễ thương, đúng. Dạ. Không? Nếu như mà ngày hôm nay số đầu tiên khi em quay trở lại với Tỏ Tình Hoàn Mỹ có một cô gái đến đây tỏ tình thì em có sẵn sàng ra về ngay số đầu tiên không? Cái đấy thì em cũng chưa biết được cái con tim em nó có đập hay không ấy chị. Thế bây giờ là đang không đập à? À có đập nhưng mà nó đập mạnh hơn hay không? Mấy liệt hay không ạ? Và ngày hôm nay em đang ngồi trên chiếc ghế của Hiệp Tuấn Trần ngồi tuần trước đó. Và chị hy vọng là cái viết của Hiệp Tuấn Trần sẽ truyền lại cho em. Và em sẽ sớm có một người con gái phù hợp với mình để nắm tay cùng nhau ra về nha. Dạ xin vía, xin vía. À, một tuần trôi qua thì cảm xúc của các em như thế nào ở tập vừa rồi? Tập như là một câu chuyện cổ tích vậy đó. Các em có cảm giác như thế nào? Rất là đúng không? Chấn động. Chấn động á. Bất ngờ. Bất ngờ, đột phá. Nhiều biến hóa không lường quá. Còn Trung Huy? Em thì thấy là đương nhiên thôi. Tại vì lúc đó là Hiệp Tuấn Trần đã rung động rồi mà. Nếu mà em thì rung động em cũng sẽ đi về luôn. Hôm nay em rung động em đi về không? Đi về bất cứ lúc nào. Về vậy? Không cưỡng cầu đúng không? Tới đây đi, mục đích chính là để tìm người yêu mà. Hình như là số nào cũng nghe Trung Huy muốn ra về hết. Nhưng mà tới tận bây giờ vẫn còn ngồi ở đây. Tại vì anh Trung Huy có mong cầu á, anh cứ phải là rung động, rung động là mong cầu động. Nhiều quá rồi không được. Không mong cầu hả? Đúng rồi. Vì tôi không mong cầu, tôi không muốn tìm người yêu tại đây. Tôi không muốn tìm người yêu tại đây.
Chê. Đúng rồi, anh phải chê. Ở số phát sóng tuần trước thì chị có tặng cho các em một món quà đặc biệt. Và ngày hôm nay chị cũng sẽ gửi tặng cho các em một món quà đặc biệt hơn nữa. Quà nữa hả? Bởi vì chủ nhân của món quà này là một trong những chàng trai đang ngồi ở chiếc ghế ở dưới. Ghê ta. Ai vậy ta? Chắc là ai mà thích tặng quà ấy à? Chắc là ai mà thích tặng quà ấy à? Ai tặng quà vậy ạ? Ai ạ? Ai ạ? Ai ạ? Đứng ứng hả? Ai tặng quà? Ai tặng quà? Xin mời Minh Hương, đùa thôi. Rồi, bỏ tay cho Minh Hương nào. Dạ. Chị sẽ ngồi dưới thưởng thức nha. Dạ. Ngày thức giấc anh lại thấy mình ngẩn ngơ, đi vào đi ra rồi đến canh ba lại thẫn thờ. Em có thể nói anh nghe là vì sao, đừng ngồi không yên vì em thì bây giờ thế nào. Hay là mình nói hết những gì tương tư, là chẳng thể nào ngủ được khi mà em chưa bên anh. Một ngày nào đó đi về nơi nào có anh, anh sẽ hái cho em thật nhiều và tặng cùng em bản tình ca. Bởi vì anh chỉ thích cạnh em cả sáng lẫn đêm. Một ngày 24 giờ trôi mà anh chỉ thấy nhớ thêm. Dẫu đang ở đâu anh sẽ tới ngay bên cạnh em thôi. Sẽ đến và nói bây giờ làm sao lỡ yêu em rồi. Điều cần thiết mà em cần biết là I miss you. Muốn hỏi một ngàn vì sao không có nhìn thấy anh tôi đang yêu. Cầm đôi bàn tay để mình nhắm mơ, chẳng thể làm ngơ. Em chính là nhắn như trong cơn mơ, chẳng phải ra vờ. Lại một ngày nữa, anh lại thấy mình ngẩn ngơ, ngắm mình trên Insta của em như mỗi ngày. Em nhắm một câu hỏi anh là vì sao, sao không direct em đợi anh đã lâu rồi. Hay là mình nói hết những gì tương tư, là chẳng thể nào ngủ được khi mà em chưa bên anh. Một ngày nào đó đi về nơi nào có anh, anh sẽ hái cho em thật nhiều và tặng cùng em bản tình ca. Bởi vì anh chỉ thích cạnh em cả sáng lẫn đêm. Một ngày 24 giờ trôi mà anh chỉ thấy nhớ thêm. Dẫu đang ở đâu anh sẽ tới ngay bên cạnh em thôi. Sẽ đến và nói bây giờ làm sao lỡ yêu em rồi. Điều cần thiết mà em cần biết là I miss you. Muốn hỏi một ngàn vì sao rằng có nhìn thấy anh người đang yêu. Cầm đôi bàn tay để mình nhắm mơ, chẳng thể làm ngơ. Em chính là nhắn như trong cơn mơ, chẳng phải ra vờ. Hay quá. Cảm ơn món quà rất là đặc biệt của Minh Hưng nha. Được ứng hợp nhạc hay quá. Bây giờ Minh Hưng ở đây với chị một chút xíu nè. Em có thể chia sẻ một chút xíu về món quà lần này của em mang đến cho Tỏ Tình Hoàng Mỹ không? Dạ, món quà lần này thì em cũng muốn là gửi đến tất cả mọi người một thông điệp yêu thương, một thông điệp thật là vui vẻ và một thông điệp đón nhận yêu thương. Bởi vì là em cũng là người đang muốn đón nhận cái yêu thương đấy và hy vọng rằng là cái yêu thương đấy sẽ đến với em. Dạ. Vậy thì cảm hứng từ đâu để em cho ra đời ca khúc này? Bởi vì là bài hát này là nhân dịp sinh nhật của em. Thì em muốn là sinh nhật của mình sẽ làm một cái điều gì đấy nó ghi nhớ, một cái kỷ niệm. Cũng như là sau này em muốn dành tặng cho cái người con gái mà của em luôn. Chị nghe là giai điệu bài hát này rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng, rất là happy. Chị hy vọng là em sẽ sớm tìm được cô gái mang lại cho em hạnh phúc nha. Rồi, cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn món quà của em, cảm ơn Minh Hương nào. Cảm ơn mọi người. Tuần trước thì chúng ta đã được gặp gỡ một nàng công chúa rất là ngọt ngào, rất là nhẹ nhàng và rất là nhỏ nhắn xinh xắn đúng không nè. Không biết là tuần này các em mong chờ nữ chính của chúng ta ra sao ha. Em nghĩ hôm nay là sẽ một bạn cá tính trái ngược với đáng yêu.
hôm nay là gu của em tới đây để rước em về. Còn em, Đức Ứng? Em nghĩ là một bạn dễ thương ạ. Gu của em ạ. Hoặc là hai bạn ạ. Hoặc là hai bạn ạ. Một bạn dễ thương, một bạn cá tính. Em và anh Trung Hai bạn. Hai anh em mình về. Thì hai anh em dắt tay nhau về luôn. Các em nghĩ kiểu con gái như thế nào thì là kiểu con gái mà các em muốn được che chở? Kiểu giống giống như chị đó. Kiểu giống giống như chị đó. Sao vậy? Không biết, nhìn cái muốn che chở liền. Thật ra em thấy anh Huy nói đúng á. Tự nhiên em anh Huy vừa nói vậy xong cái em nhìn cái em cũng thấy giống vậy luôn. Vậy hả? Tại sao? Chắc là do là chị tát ra được một cái năng lượng mà để cho con trai muốn che chở. Ra với tụi con trai tụi em á chị, riêng em nha, không phải gặp một người mà người đó yếu đuối thì mới muốn che chở hay là người đó tổn thương, nhưng mà kiểu gặp mà đúng cái gu của mình á, đúng cái người mà mình yêu á, là mình muốn che chở thôi. Cho dù là bạn đó có tổn thương hay là bạn đó có như thế nào nữa thì gặp là muốn che chở liền, kiểu vậy, là muốn ở bên liền. Còn em thì sao Minh Hưng? Với em thì chưa chắc con gái mạnh mẽ đã không cần sự che chở. Đôi khi người con gái mạnh mẽ ở bên ngoài nhưng người ta rất yếu đuối bên trong. Cái điều đấy thì mình phải tìm hiểu người ta về và biết rằng là nếu như bạn mà cần sự giúp đỡ thì tôi sẵn sàng đến giúp đỡ cho bạn. Và em nghĩ rằng là con gái ai cũng cần sự che chở, và các bạn ở đây cũng thế, luôn sẵn lòng che chở cho tất cả những người con gái đến đây và yêu thương. Vậy thì bây giờ mẫu người con gái như thế nào là kiểu con gái mà tụi em không muốn che chở? Không muốn che chở. Em nghĩ là người con gái đó bướng bỉnh hả? Bướng bỉnh hả? Không muốn em che chở thì em sẽ không che chở. Quá hay rồi người. Sao anh Vin? Một người con gái như thế nào mà em cảm giác là thôi cô này chắc không cần mình phải che chở đâu, mình không cần phải che chở để làm gì? Qua những cái biểu hiện như thế nào? Cô ấy quá gai góc, cô ấy quá độc lập. Cô ấy là một người đàn ông. Cô ấy là một người đàn ông. Hả? À, em biết. Sao? Em ra đâu? Cái kiểu mà con gái mà không muốn che chở, ví dụ như nha, con gái mà bị té đi là thường là sẽ tiểu ngồi phạm, đó. Tiểu phạm liền lên là. Đó, ví dụ giờ đây. Bây giờ là anh nha. Bây giờ là muốn che chở và không muốn che chở luôn nha, hai cái nha. Okay. Bây giờ mà con gái mà muốn che chở có nghĩa là khi mà con gái té. 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 Là đỡ. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Em không sao ạ. Còn ví dụ con gái ví dụ mà con gái mà không muốn che chở đang đi té. Ủa? Chị ra làm gì vậy? Chị ra làm gì vậy? Đó, đúng không chị? Kiểu vậy đúng không chị? Rồi ngoài té ra còn cái tiểu phẩm nào khác không em, ngoài té hoặc là ví dụ như là đút ăn đi. Đút ăn. Ví dụ như là con gái muốn che chở đút ăn. Em ăn này đi, ngon lắm nè. Muốn che chở. Cảm ơn anh. Không, phải nũng nịu trước đã. Còn gái mà không muốn che chở là thôi né ra đi. Để tôi tự ăn. Đó, kiểu vậy. Em chỉ nghĩ mới được như vậy thôi. Đúng không anh? Đúng. Em lấy không? Nhưng mà biết đâu người ta làm giá thì sao hả cậu? Cái gì? Biết đâu làm giá hay sao hả anh? Biết đâu làm giá là sao kìa? Không, ví dụ mà trường hợp mà em nghĩ rồi, mà con gái mà như vậy là chắc chắn là không phải làm giá đâu. Bởi vì người ta rất là mạnh mẽ. Mình chưa kịp che chở cho người ta nữa mà người ta đã tự có thể đứng lên được rồi. Theo em nghĩ một người con gái mà không muốn che chở thì người đó đã có một cái sự ý thức độc lập về riêng mình rồi. Thích làm chủ và lúc nào cũng làm chủ tất cả mọi thứ trong về cuộc sống, công việc. Và người ta luôn mạnh mẽ để vượt qua tất cả những biến cố mà người ta đã trải qua. Nhưng mà bởi vì người ta đang gồng mình, người ta nghĩ là người ta không cần.
nhưng thực chất là người ta phản ứng cần một người đó, và quan trọng người đó phải hiểu và thông cảm thật sự là tinh tế lắm mới nhận ra được. Em nghĩ thật ra là do ví dụ như đúng người hay không á, kiểu như cái người phụ nữ đó mạnh mẽ đúng không, thì tất nhiên là họ bị tổn thương nhiều quá họ tự chữa lành cho mình á thì họ sẽ mạnh mẽ, nhưng mà họ mạnh mẽ với tất cả mọi người thôi, nhưng riêng một người mà họ muốn sự chở che thì họ rung động thì họ sẽ yếu đuối với một người đó thôi. Xác, chính xác, chính xác. Vậy thì để biết xem coi người con gái ngày hôm nay đến với Tỏ Tình Hoàng Mỹ là một cô gái muốn được che chở hay là không cần được che chở, thì bây giờ mời các em cùng hướng mắt lên màn hình để chúng ta cùng theo dõi video clip sau đây nha. Xin mời. Này cậu. Ôi. Ê. Uầy. Tớ sẽ theo đuổi cậu. Wow. Em nhìn là em muốn trở liền rồi á. Hãy cười thật nhiều khi thấy tôi nhé. Ê, gu tôi cậu ơi. Cứu tôi, cứu tôi hả? Tớ là một cô gái. Cứu tôi với. Nụ cười thật rạng rỡ trên môi. Xinh rồi. Xinh hả? Trong người năng lượng tích cực và tinh thần. Em nhìn muốn trở liền luôn rồi á. Đó là cá tính mạnh mẽ của một cô gái luôn đam mê học hỏi và cố gắng hết mình cho tuổi trẻ. Ôi nhìn mà mẹ nhờ. Rồi cậu sẽ thấy tính cách của tớ khá thú vị. Tớ có thể là một cô gái nhẹ nhàng bay bổng, nhưng lại cũng rất năng động và cá tính. Wow. Tớ đã muốn cuộc sống cứ thế này thôi, vui với tuổi trẻ, với đam mê, và chẳng ai có thể khiến mình rung động được nữa. Cho đến khi gặp cậu, theo dõi cậu và tìm hiểu về cậu, đột nhiên tớ không biết mình đã thích cậu từ lúc nào. Và rồi tớ muốn được hiểu cậu hơn nữa, muốn được cùng cậu chia sẻ những khoảnh khắc của thời thanh xuân tươi đẹp. Này, để tớ nói cho cậu một bí mật nhé. Tớ chưa bao giờ chủ động theo đuổi ai cả, nhưng vì thích cậu mà tớ đã đến đây và làm quen với cậu. Chỉ cần là cậu thì tớ sẽ chẳng ngại làm bất cứ điều gì. Chắc đến đây, cậu nghĩ tính cách của tớ khá thẳng thắn và có vẻ trưởng thành. Nhưng... chưa chắc đâu nhá. Có con mèo bé bé ngồi dưới gốc cây be. Này cái cậu cu tệ, làm người yêu tớ nhé. Oh. Ok. Thôi, hồi nãy chị mới nghe đâu đó ai nói gu tôi. Ai? Bạn em ạ. Em ạ. Anh Vin. Tại em thấy bạn xinh rồi ạ. Vậy thì các em nghĩ đây là một cô gái cần được che chở hay là không cần được che chở? Bạn này có cần hay không thì tôi vẫn muốn che chở. Bạn này có cần hay không thì tôi vẫn muốn che chở. Tôi vẫn muốn che chở. Đang định nói luôn. Bất chấp đúng không? Trước mắt là em thấy là có yêu bạn này về là có bạn đi đá bia rồi á. Bạn này có cần hay không thì em cũng muốn được che chở. Bất chấp hả? Em muốn được che chở hả? Thật ra là khi mình xem thấy rất là hút cuốn không? Bạn bị rất là cuốn. Bây giờ thì chị cũng rất là mong chờ để được gặp gỡ nữ chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì không để quý vị khán giả cũng như là các em chờ lâu hơn nữa, xin mời nữ chính của Tỏ Tình Hoàng Mỹ ngày hôm nay. Xinh quá, em muốn lên. Rồi, em có thể giới thiệu một chút về mình cho các bạn ở đây được biết không nè? Ôi, đứng lên hết rồi hả? Dữ vậy sao? Hello. Em chào chị ạ và chào tất cả mọi người ở đây. Em là Linh Châu và em sinh năm 1997. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Công việc hiện tại của em thì đang là TikToker, YouTuber và KOL ạ. Mọi người ơi, ngồi xuống nào. đứng đi cậu cho nó khí thế. Em cảm giác như là cái sự xinh đẹp của bạn nữ làm cho anh em mình bị đứng hình đó. Mọi người có được vội vã nhá. Kèo đơ. Xịt keo rồi, em xịt keo bọn anh hết rồi. Không ai được vội vã nhá. Nghe cô ấy nói. Và ngày hôm nay Linh Châu đến đây
vì một chàng trai là người như thế nào? Một người mà làm em rất là ấn tượng và có một nụ cười thật là tươi. Lại tiếp tục đặt ra câu hỏi, ở đây có ai có nụ cười thật tươi nào? Có mỗi em cười không tươi thôi. Minh Hương. Em là quán em tua đến. Không, bây giờ chị mời đến em nào thì em nó cười thật tươi lên nha. Dạ. Mời Minh Hương. Cười này nụ cười giả chất cái kiểu. Rồi Gia Long. Em á hả? Gia Long. Mời Đức Ứng. Mời Duy Lương. Nó đang kiểm tra coi bộ nhà của ai đắt tiền nhất. Mời Quang Trường. Dễ một cười. Đúng rồi. Sao giống như mấy cái máy vậy? Anh Bim, tụi em chỉ có 3 giây thể hiện thôi. Em đang một cười quá. Từ cái lúc mà bạn nói là em không ngưng cười được. Rồi hết giờ, can chưa? Vậy thì 8 chàng trai của chị ở đây đã đủ có nụ cười tươi như em mong muốn chưa? Rất tươi ạ. Rồi bây giờ thì em chia sẻ cho chị biết, chàng trai ngày hôm nay có nụ cười thật tươi trong lòng của em mà em muốn nắm tay ra về là ai nha? Rồi, cảm ơn em. Ở đây ai tự tin là người có nụ cười tươi nhất? Thế em nghĩ là... Đức Ứng á. Canh Chun à? Canh Chun. Canh Chun. Em không biết, em không biết nụ cười của em có tươi không, nhưng mà khá nhiều người khen nụ cười của em. Không mà, tươi mà. Tươi. Mình lỗi. Sáng luôn á. Vậy anh em mình lỗi băng này đi. Rồi, để hiểu hơn về cô gái của chúng ta thì bây giờ mình sẽ đến một phần mà có thể giúp cho các bạn nam đặt câu hỏi cho bạn Linh Châu, cũng như là Linh Châu có thể giải tỏa ra những thắc mắc của mình nha. Bây giờ thì chị xin mời 8 chàng trai và mời quý vị khán giả sẽ cùng nhau đến với phần từ khóa. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với phần từ khóa. Linh Châu, em có hồi hộp không? Dạ có chứ. Đôi mắt của em là đôi mắt cười đúng không? Chị thấy dạ. Em rất là tươi, rất là dễ thương. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Đấy cũng là một cái điểm mà em khá là tự tin trên gương mặt của em. Rất là dễ thương. Không biết là các chàng trai ở đây đã nhìn thấy được đôi mắt cười của bạn nữ của mình chưa? Chưa. Có ai muốn lên đây để nhìn rõ hơn không nào? Em lên với bạn em ạ. Rồi, xin mời Đức Ứng và xin mời anh Bin luôn. Tôi không dạ. Đi. Ai anh em cùng nhà mà lại tranh nhau thế nhỉ? Không, hai anh em nhà, bây giờ bạn gái của mình cũng khá là hồi hộp đó. Tụi em truyền năng lượng gì dạ, đó vâng để cho bạn tự tin hơn nha. Mời em. Xin chị muốn xem nụ cười. Ủa, đi gì, cái gì đứng xa như vậy? Trời ơi, bản lẻ quá hả? Gì đứng xa như vậy? Bản lẻ thế. Anh chỉ muốn là
Ui xinh quá cậu ơi. Ui xinh quá cậu ơi. Gu bạn em, em chỉ muốn lên xem gu bạn em. Thôi chị ơi đủ rồi ạ. Thế mà đúng thế, thế đây có phải là gu của bạn không? Em cho anh một lời nhận xét đi. Thực ra là gu thì với tớ thì tớ không, gần như là không có gu nào mà theo quan điểm của tớ là ấn tượng với nụ cười như tớ chia sẻ từ đầu. Cười đi. Nãy tôi cười quá trời rồi thôi. Bây giờ cười, cười. Thôi để xem tí nữa tôi ngại lắm cậu ơi. Ủa cái gì mà bẽn lẽn quá vậy nè. Đúng rồi. Bây giờ phải làm sao cho người ta cười thật là tươi. Cái lên đây làm em hồi hộp theo á. Ôi ôi đi. Đi về đi về đi về. Tại cậu ấy. Tại cậu ấy. Nhưng mà cậu nhìn thử chưa? Em hồi nha. Thấy bắt đẹp không? Đẹp. Ờ thế là được rồi. Này Linh Châu có thể giới thiệu cho chị cũng như là các bạn ở đây được biết nhiều hơn về em không? Tính cách của em là một cô gái vui vẻ hay là một cô gái hơi lạnh lùng? Em là một cô gái có thể nói là rất là vui vẻ. Rất là vui vẻ cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng mà nếu mà Châu mà không cười thì em thấy Châu có khá là lạnh lùng, nhưng mà nếu mà cười lại đối ngược lại cái sự lạnh lùng đấy rất là dễ thương. Nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Đây cũng là một cái lời nhận xét mà em nhận được khá là nhiều. Vì mọi người thường nói là khi mà em không cười á thì trông em lạnh lùng, là khó gần một đúng xíu rồi, đúng không? Khó gần nhìn một lạnh xíu lùng. Nhưng mà khi mà cười lên thì em lại có nhiều nét trẻ con. Nên bình thường em là một cô gái hay cười đúng không? Dạ vâng, em rất là hay cười. Chị có thể nhìn mắt em cũng thấy rất là nhiều nếp nhăn. Mắt em cũng thấy rất là nhiều nếp nhăn. Vì em hay cười. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến phần từ khóa để tìm hiểu Linh Châu của chúng ta nhiều hơn nha. Xin mời từ khóa. Nhưng mà gì câu hỏi sát thương. Anh Bin, chị ưu tiên cho em đặt câu hỏi trước. Anh muốn hỏi em về cái từ khóa ưu tiên hàng đầu. Thì anh không biết là đấy là một cái trong mối quan hệ của em thì em luôn luôn muốn là một đối phương của mình ưu tiên mình trên hàng đầu đúng không? Có phải như vậy không? Trước khi trả lời từ khóa này thì cho em hỏi mọi người ở đây về quan điểm của mọi người, ưu tiên hàng đầu của mọi người là gì ạ? Về cái vấn đề cuộc sống, về cuộc sống luôn à? Thời điểm hiện tại thì anh chưa có người yêu thì anh nghĩ là ưu tiên hàng đầu của anh vẫn là sự nghiệp, công việc. Sau khi mà anh đã hoàn thành được cái mục tiêu đấy của anh thì anh có tình yêu của anh thì anh sẽ ưu tiên nó lên trên. Anh chắc chắn rằng anh sẽ cân bằng được giữa tình yêu và công việc. Ưu tiên hàng đầu. Em muốn hỏi Kang Chun. Người mà là một người em biết. Có quen biết à? Thực ra thì em quen Châu cũng 2018 hay 2019 nhỉ? 19 đúng không? 19. Thực sự là lúc đấy Châu chắc chỉ khoảng 20-21 thôi nhỉ? 20-21 mà giỏi, cực kỳ giỏi luôn. Mặt thì cười lúc nào cũng trẻ con, rất là nhìn rất là ngây thơ, mà vào công việc một cái khác hẳn luôn. Giống như kiểu nãy ở trong clip á, mọi người có thấy khúc mà kiểu Châu ngồi nói chuyện chia sẻ với mọi người, giống như kiểu đang là một cái người truyền tải lại tất cả mọi thứ. Nhìn có giỏi không? Rất nhiều quyền lực hả? Nhìn đúng chất luôn á, ngầu luôn. Ưu tiên hàng đầu của em bây giờ hiện tại là gia đình. Lúc nào em cũng sẽ đặt gia đình của mình lên đầu tiên. Tiếp theo là người yêu. Nếu mà không có người yêu thì em sẽ ưu tiên công việc. Tại vì em thiên sống về tình cảm và cảm xúc hơn. Mọi người có thể nói là tại sao mày phải ưu tiên công việc hơn là tình yêu? Kể cả tình yêu gia đình hay là tình yêu kiểu đôi lứa thì nó cũng là một cái động lực cho em để tiếp sức cho công việc của em rất là nhiều. Nó gọi là tình yêu thương đó chị. Cho chị hỏi là Kang Chun có bất ngờ khi là chị đến đây không? Thực ra thì clip lên cái thì em wow. Chị Linh là một chị người Linh rất Châu. Quen. Linh Châu. Nhưng thôi, mà em hay thôi, nhưng mà thôi. Nhưng mà em hay gọi là chị Linh. Quen rồi, ở trên Facebook kể cả nhìn thấy cả tên là Linh Châu nhưng mà em hay gọi là chị Linh. Cũng hơi bất ngờ. Sau rồi lên rồi cũng không có thấy nói là quen ai hay như nào cả. Em chỉ biết nhìn thôi. Vậy còn em thì sao? Ưu tiên hàng đầu của em? Ưu tiên hàng đầu của em thì như lúc nãy mọi người có nghe Kang Chun chia sẻ là Kang Chun có biết em trước đây. Thì Kang Chun sẽ hiểu em là một người rất là yêu công việc. Thế nên là cái ưu tiên hàng đầu của em cho tới thời điểm bây giờ vẫn là công việc.
em là một người thật sự để mà theo nhận xét của mọi người thì em khá là nghiện việc và bản thân em cũng đồng ý cái việc đó. Khi mà em tập trung vào công việc á, là em gần như là em không có quan tâm được đến rất là nhiều vấn đề khác. Em luôn muốn mình phát triển bản thân, muốn mình khi mà mình còn trẻ thì mình muốn xem là bản thân của mình làm được đến đâu và cái sức của mình làm được đến đâu trong sự nghiệp. Tuy nhiên thì khi mà em đến đây thì cái sự nghiệp của em gần như là đã xếp sau, bởi vì là em đã vượt qua bản thân và em muốn đi tìm người yêu cho mình. Và với em thì khi mà có người yêu rồi thì chắc chắn là cái ưu tiên hàng đầu của em sẽ là anh ấy. Cùng quan điểm chị ạ. Đúng. Rồi ví dụ như một ngày nào đó em bước vào tình yêu, mà như em đã chia sẻ thì em là một người rất là ưu tiên cho công việc, nhưng cái người bạn trai đó của em lại không thích công việc của em đang làm thì sao? Em nghĩ là mỗi người sẽ có một cái quan điểm khác nhau và quan trọng là mình sẽ thấu hiểu được cho nhau hay không. Và em nghĩ là cái việc mà công việc và tình yêu nó luôn là hai cái vấn đề nó song hành cùng nhau. Và cái người mà em đến đây hy vọng là anh ấy sẽ cùng quan điểm như em. Khi mà em được nhận xét là một người nghiện việc á, nhưng mà trong mối quan hệ khi mà em đã yêu người ta rồi thì chắc chắn là em sẽ không để anh ấy cô đơn trong cái mối quan hệ đó. Thì em cũng xin phép chia sẻ là em có khá là nhiều người muốn tìm hiểu mình, nhưng mà vì bản chất của mình là một người rất là yêu việc nên là khi mà có tìm hiểu với người ta á, thì em hay kết thúc câu chuyện với người ta rằng là em làm việc đã nhé. Thì ban đầu cái câu chuyện nó rất là bình thường, mọi người nghe nó rất là bình thường, vì mình đang bận công việc thì mình sẽ bảo với người ta là mình bận công việc. Tuy nhiên thì nó xảy ra khá là nhiều, và đến nỗi mà người ta nghĩ là à, chắc là bạn này bạn ấy không thích mình đâu, bạn ấy lúc nào cũng cắt câu chuyện đó bằng cái việc là đi làm. Nhưng thực sự là không phải, vì khi em tập trung vào công việc thì em muốn hoàn thành rất là xuất sắc cái công việc đó, nhưng mà họ lại không hiểu. Khi mà từ khóa hiện lên, em có một cái câu mà em thấy rất là hay, cái từ trust, cái nghĩa là người Thổ Nhĩ Kỳ đúng không? Thì tại sao em là người Việt Nam, hay là em có anh chị là người Thổ Nhĩ Kỳ, hay là em có một mối quan hệ người với người Thổ Nhĩ Kỳ rồi? Thật ra thì tớ không có mối quan hệ nào với người Thổ Nhĩ Kỳ cả, nhưng mà tớ lại rất là yêu đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Mọi người nhìn em có thể là thấy em lạnh lùng và cá tính thôi, nhưng thật sự là em rất là thích những cái sự lãng mạn. Mà Thổ Nhĩ Kỳ lại là một trong những cái đất nước mà thể hiện cái tình yêu và cái sự lãng mạn, gọi như là đất nước cổ tích, mọi người cũng nghe rồi đúng không? Nhưng là em rất yêu Thổ Nhĩ Kỳ và em tìm hiểu về Thổ Nhĩ Kỳ. Và đặc biệt là cái câu chữ của Thổ Nhĩ Kỳ á, được mệnh danh là cái từ ngữ lãng mạn nhất thế giới. Và nó nói về tình yêu rất là nhiều. Như cái từ Tos ở Thổ Nhĩ Kỳ này, nó có hàm nghĩa là cuộc sống của tôi, hơi thở của tôi. Một cái từ rất là ngắn thôi nhưng mà nó mang lại rất là nhiều ý nghĩa. Và hôm nay cũng là lý do em đến đây để em tìm start của mình. Chị thấy một điều rất là đặc biệt nha. Nãy giờ thì chị để ý cách xưng hô của em á, là tớ và cậu. Dạ. Nó có cái gì đặc biệt đối với em hay không? Thật ra đây cũng là một cái thói quen của em. Mọi người thường nhận xét em là khá là trẻ so với cái tuổi của mình, nên là khi mà ra ngoài em thường hay xưng tớ và cậu, bởi vì ở trong các bạn ngồi đây thì sẽ có người hơn tuổi và sẽ có người nhỏ tuổi. Để tiện nhất thì em sẽ xưng tớ và cậu. Và em muốn dành cái một cách xưng hô thân mật khác với cái người mà mình sẽ đến đây vì họ. Người con gái này rất là độc lập và quyết đoán nha. Thế cả mọi người để ý tí mà gọi ai bằng anh là đến tỏ tình người đấy đấy. Rồi canh chun là hồi nãy xưng chị và em ạ. Tôi chắc loại canh chun ra rồi. Chưa chắc nha. Chưa chắc nha. Ủa thì gọi em đó kìa, anh Bin kìa. Đúng rồi, anh Bin nè. Vừa và bắt cả mọi người gọi bằng anh luôn. Vậy thì chị giúp cho em sẽ gặp được Tết của mình trong ngày hôm nay nha. Em có muốn chia sẻ gì thêm về từ khóa này không? Như mọi người khen em là có nụ cười đẹp thì em cũng đã ấn tượng với bạn đó về nụ cười, và em đến đây để vì cái nụ cười tương đồng với em. Và em biết là đằng sau cái nụ cười đấy thì sẽ có rất là nhiều cái gọi là sự từng trải giống như em. Em hay cười thôi, nhưng mà
Kang Chun là một cái người mà biết em từ trước đấy thì em đã trải qua rất là nhiều. Kang Chun có kết bạn với tớ đúng không? Kang Chun có kết bạn với tớ đúng không? À, tớ rồi nha. Tớ rồi, tớ lại rồi. Bắt đầu tiến triển rồi đấy. Tớ rồi nha. Rồi, biến chuyển rồi. Bắt đầu tiến triển rồi đấy. Có hy vọng rồi em ạ. Đúng rồi, em theo dõi Châu lâu lắm rồi. Từ trước kia là Châu chưa có làm nghệ thuật, cũng chưa có theo nghệ thuật đâu. Châu làm một công việc khác rất là giỏi, điều hành cả một cái tập thể rất là tốt luôn. Mà lúc ấy Châu cũng chưa có trưởng thành như bây giờ, nhưng mà cái cũng là một con gái rất là mạnh mẽ này, rồi độc lập này, cảm giác đi làm nó giống như cả là không cần ai cần hết luôn, không cần ai giúp luôn. Vậy thì em có phải là một mẫu phụ nữ không cần được che chở không? Nếu mà không cần thì em nghĩ là không phải, tại là chưa cần thôi. Đấy, cũng cần thì sẽ cần. Em sẽ xin phép chia sẻ cái điều này vào những cái từ khóa sau. Ok, chị thấy Kang Chun nãy giờ rất là muốn hỏi một cái từ khóa nào đó. Bây giờ mình cho phép Kang Chun hỏi nha Châu. Tại vì em thấy ở đây á, đều là câu nói sát thương này, ưu tiên hàng đầu, nữ siêu anh hùng này, rồi hôn nhân màu gì. Thì em đang tò mò cái hôn nhân màu gì. Tại vì mọi người nói là hôn nhân nó có màu hồng, rồi thì màu đen, màu gì đấy thì em không rõ, nhưng mà em đang muốn hỏi hôn nhân với Châu là màu gì? Về cái từ khóa này thì Châu xin phép là Châu sẽ chia sẻ vào phần từ khóa cuối cùng, bởi vì đây cũng là một trong những cái từ khóa mà khá là nhạy cảm với em. Trai. Em nghĩ là có nên hỏi về cái từ khóa nữ siêu anh hùng đi ạ. Cái từ khóa đó thú vị á. Thì gần đây em có nghe một bài hát của Kling. Thì trong bài hát đó nói về một người phụ nữ rất là mạnh mẽ với cả thế giới, nhưng mà vẫn là một cô gái, sâu bên trong thì vẫn là một cô gái yếu đuối và rất là cần tình yêu. Và em thấy mình giống như vậy, tương đồng với cô gái trong bài hát đó. Mọi người thường nghĩ em là một cô gái mạnh mẽ, và đúng, và bản thân em khi mà thể hiện ra thì hay là mọi người có xem cái giới thiệu của em thì cũng thấy em rất là cá tính. Em chơi rất là nhiều các bộ môn thể thao. Cái thứ nhất là vì do cái cá tính của em khá là mạnh mẽ, và em luôn có một thắc mắc là tại sao mọi người làm được mà mình lại không làm được. Thế nên là em muốn là khi mà bạn ấy làm được cái này thì mình cũng phải chơi được, mình cũng phải làm được. Và mình mặc dù mình làm không thể giỏi, không thể xuất sắc, nhưng mà mình làm bằng hết cái năng lực của mình. Có một cái điều như thế này, em là chị cả ở trong nhà, thì em luôn muốn mình là một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mẹ và em trai của em. Thế nên là ngay từ nhỏ em đã tự lập rất sớm để trang trải cho cuộc sống mà không để cho mẹ lo lắng, em trai của em lo lắng. Hình thành cho em một cái tính cách gọi là tự lập. Và có một cái điểm mà em cho là cái tính cách của em khá là xấu, đó là không dám phụ thuộc vào ai và không dám dựa dẫm vào ai. Bởi vì em rất sợ cái cảm giác hy vọng và rồi lại thất vọng. Em rất là sợ cảm giác làm gánh nặng cho người ta, đúng không? Đúng rồi, rất là sợ làm gánh nặng cho người ta. Em có thấy là trong một mối quan hệ mà em luôn luôn nghĩ em phải mạnh mẽ, em phải không cần dựa dẫm vào họ, em phải làm tất cả mọi thứ chủ động, thì em có nghĩ đấy là một cái để khiến cho em thiệt thòi trong một mối quan hệ không? Không phải là thiệt thòi mà là rất thiệt thòi. Thời gian em có yêu một người bạn trai thì anh ấy rất là tốt, anh ấy luôn lắng nghe, luôn chia sẻ, và đến nỗi mà em quá là tự lập và em quá là mạnh mẽ thì anh ấy còn phải thốt lên một câu là anh đang yêu một người đàn ông mà. Anh đang yêu một người đàn ông mà, anh ấy phải thốt lên như thế. Và khi mà trong một mối quan hệ á, nếu như người con trai mà chỉ cần nói với em là anh hết thích em rồi, hoặc là anh thích bạn nữ khác rồi, thì sẵn sàng em nói lời chia tay mà không níu kéo. Bởi vì em rất là, thứ nhất là em tôn trọng vào cảm xúc của người ta, thứ hai là như em chia sẻ, em rất là tự lập và em rất sợ dựa dẫm vào cảm xúc. Em sợ bị tổn thương. Chưa tìm đúng người thôi em ạ. Có một lần á, khi mà trong buổi nhậu, em cũng rất thích nhậu nha. Đấy. Tối nay anh em đi nhậu kìa. Tối nay nha. Tối nay nha em.
Trong một buổi nhậu á, khi mà bạn, hai người đã ngồi nói chuyện rất là lâu rồi thì bạn em có mắng thẳng mặt em là mày có biết không, con trai á không thích mày đâu. Và em đã kiểu hơi giật mình. Và em nghĩ là lúc đấy thì em đã kiểu rất là hơi chạnh lòng, bởi vì là thật ra tình cảm thì ai cũng mong muốn có cả. Em cũng hiểu là mình rất là mạnh mẽ và mình cá tính, nên là cái việc mà có cái người thấu hiểu mình rất là khó. Em không sao. Cảm ơn anh. Lúc mà bạn ấy chia sẻ như thế á, thì em cũng hỏi là vì sao mà mày lại nói như thế. Thì bạn ấy có nói là bởi vì á, con trai người ta sẽ muốn yêu một bạn nữ mà yếu đuối, biết nũng nịu, và để người ta mang lại cho người ta cảm giác chở che. Chứ không ai muốn mà yêu một người con gái mà cứ suốt ngày tự lập làm mọi thứ, xong và lúc nào cũng rất là cứng rắn như mày. Em rất là ngại phiền, em có một cái tính cách rất là xấu, đó là cứ sợ phiền người khác, rất sợ làm phiền. Và kể cả người yêu em cũng rất là sợ làm phiền luôn, cũng không hiểu là vì lý do gì. Em cũng không hiểu vì sao trong chương trình em lại có thể rơi nước mắt như thế này. Bởi vì là bình thường ngoài em cũng khóc nha, em chỉ khóc một mình thôi à. Có phải là tại vì em đã quá dồn nén cảm xúc của mình lâu ngày không? Dạ. Thật ra nó là liên quan đến những cái câu chuyện trong quá khứ của em, về những cái hoàn cảnh trong quá khứ của em mà khiến em phải mạnh mẽ. Chứ cũng không tự nhiên mà một bạn con gái nào mà có thể mạnh mẽ bộc phát. Các em ở đây, Dư Luân, có bao giờ em yêu một người mà người ấy rất là mạnh mẽ, làm cho em không cần phải che chở? Có bao giờ chưa? Dạ, thực ra thì em chưa bao giờ trải qua một cái mối quan hệ nào đó mà người con gái người ta quá mạnh mẽ để người ta không phụ thuộc vào mình. Khi mà nghe bạn chia sẻ thì em thấy là bạn cảm giác như bạn đang gồng mình nhiều quá. Như hồi nãy Bin có nói là nó hơi đang bị đang chịu thiệt thòi về chính mình đó. Thì nó lại sẽ rất là khó để mà, có nghĩa là để một ai đó có thể mà bên cạnh bạn để giúp bạn nó vượt qua được cái những lúc mà bạn đang trăn trở hoặc bạn khó khăn. Còn Đức Ứng thì sao? Có bao giờ em yêu một cô gái quá mạnh mẽ khiến cho em cảm giác là mình không cần phải che chở? Đối với em thì nếu mà là người yêu em thì em sẽ che chở ạ. Chứ không phải là bất kỳ một ai khác, như kiểu là bạn này mạnh mẽ quá mình không cần che chở nữa. Không, tại vì em thấy là tất cả bạn nữ, kể cả là nữ siêu anh hùng đi, thì cũng đều muốn che chở hết. Không biết là các em có nghe qua câu là nếu như mà bạn gặp đúng người thì bạn không cần phải trưởng thành không? Dạ. Có nghĩa là chị nghĩ là do em chưa gặp được đúng người thôi. Khi mà em tìm được đúng chàng trai của mình rồi thì lúc đó em có thể khóc, có thể cười, có thể thỏa cảm xúc của mình. Mình có thể không phải gồng mình như bây giờ nữa. Và chị mong là trong tương lai em sẽ là một cô gái mạnh mẽ nhưng vẫn có được một bờ vai để mình dựa vào mỗi khi mà mình cảm thấy yếu đuối, không cần phải cố gồng mình như bây giờ nữa nha. Bây giờ mình chuyển sang một từ khóa khác nha. Mời Minh Hưng nha. Châu hỏi Châu về câu nói gây sát thương. Châu đã từng nhận được những câu nói gây sát thương rồi đúng không? Hay là câu nói của Châu gây sát thương cho người khác?
Cho em hỏi một chút là ở đây theo mọi người thì cái câu nói nào mà khiến mọi người cảm thấy chạnh lòng, cảm thấy sát thương nhất trong tình cảm? Sát thương nhất là anh nghĩ là không nói gì ấy. Im lặng. Là người con gái im lặng. Im lặng không nói gì, sát thương dã man luôn. Là với các bạn nam là sẽ các người con gái im lặng sẽ là sát thương. Tôi nghĩ là thường cái việc im lặng ấy là đến từ đàn ông mình, nhưng mà khi mà con gái im lặng ấy là có vấn đề cực kỳ nhiều luôn. Không biết mọi người có nghĩ vậy không? Thì lúc đấy là chúng ta phải rất là sửng sốt mà không biết là họ đang nghĩ gì. Thì anh nghĩ là câu nói sát thương đối với anh thì là sự im lặng, không nói gì. Sự im lặng không phải là câu nói. Đúng. Một ánh mắt. Còn Trung Huy thì sao? Thật ra thì em cũng có quen người yêu. Và khi mà quen nhau thì có rất là nhiều câu nói ngọt ngào với nhau. Và mình cũng không biết được là người đó có thật sự là ngọt thật hay không. Tới khi mà nghe cái câu nói mà hoàn toàn trái ngược khi mà mình yêu á, thì lúc đó ngay cả dấu chấm thì cũng đó là sát thương với em. Còn Gia Long thì sao? Bản thân em đặt mình vào vùng người nhìn, hoặc là mình là người phải nghe cái câu nói đó, thì em nghĩ cái câu mà cảm thấy sát thương nhất đó là cái câu mà thật là sai lầm khi mà quen cái người này. Kiểu như vậy. Ví dụ như là bạn nữ đó nói là tôi cảm thấy sai lầm khi mà tôi yêu anh. Hối hận đó, hối hận, tôi cảm thấy hối hận hay là như thế nào đó. Kiểu như là cảm thấy là một cái thời gian qua nó không có bất kỳ một cái ý nghĩa gì cả. Và chung quy lại và kết quả nó cũng chỉ là sai lầm và hối hận thôi. Thì em nghĩ đó là cái câu nói mà sát thương nhất. Nhưng mà khi mà đã yêu rồi đó chị, em cảm thấy em bỏ qua được hết luôn á. Kiểu như mình cố nắm một cái gì đó mà nó không phải là của mình nữa. Và mặc dù người đó có nói sát thương cỡ nào thì em cũng cảm thấy chịu được. Theo em vẫn là im lặng. Theo em là im lặng. Bởi vì trước đây em có một mối quan hệ như kiểu là mình yêu. Khi mà em với bạn đấy, bạn ấy về quê một thời gian, thì hai người cũng có nhắn tin các thứ với nhau. Nhưng mà dần dần cái tin nhắn nó kiểu nó bị phai đi ấy. Xong có khi có cả ngày không nhắn tin với nhau, có khi có ngày em nhắn tin mà không trả lời luôn ấy. Đó, xong dần dần thì bạn mới nói là chia tay đi. Đó, em nghĩ là cái khoảng im lặng là cái khoảng thời gian là để giết chết một cuộc tình. Rồi, Linh Châu, em chia sẻ về từ khóa câu nói sát thương nha. Thực ra là với em, những cái câu nói sát thương nhất nó không phải là những cái câu mà nói bộc phát ra trong lúc tức giận, mà những cái câu nói sát thương trong cái lúc vô thức và nói ra, và nó đã ảnh hưởng đến cả quá trình của mối quan hệ đó. Trước đây em có quen một người bạn trai thì anh ấy rất là tốt. Khi mà yêu nhau ấy, như chị nói, thì em có một cái xu hướng là sẽ chia sẻ tất cả những cái cảm xúc của mình, những cái suy nghĩ của mình. Và em làm rất là nhiều việc nên là đôi khi không thể tránh được những cái việc suy nghĩ quá nhiều và dạng như mọi người sẽ nói là overthinking, và rất là hay căng thẳng stress. Thì lâu dần đó, em có rất là nhiều cái tâm sự và em muốn chia sẻ với anh. Thì ban đầu anh rất là ok, anh chia sẻ, anh tâm sự, anh thấu hiểu cho em. Và em cứ thế em nói thôi. Tại vì em nghĩ là người mình yêu mà thì phải hiểu mình, thì phải thông cảm cho mình là đúng rồi. Nên gần như là những cái chuyện gì xảy ra mà em làm em buồn á, làm em khó chịu á, là em đều kể với anh. Và những cái gì mà làm em stress hay là em suy nghĩ nhiều em đều kể với anh. Cho đến khi anh nói là em suy nghĩ ít thôi. Ban đầu thì cái câu nói đó nó xuất hiện ít. Đầu tiên sẽ dỗi, bởi vì là em nghĩ là cái người mình yêu thì em mong muốn là người ta sẽ thấu hiểu cho em. Khi mà em chưa kịp nói ra gì thì anh đã chặn em là em suy nghĩ ít thôi. Tuy nhiên thì lâu dần cái câu đấy xuất hiện nhiều hơn. Khi mà em đang định chia sẻ một cái vấn đề gì đó thì anh lại chặn em luôn là thôi em đừng suy nghĩ nữa, em suy nghĩ ít thôi. Đấy là những cái câu nó rất là bình thường thôi, nhưng mà chính vì những cái câu đó mà nó ảnh hưởng đến
cái mối quan hệ, vì em không thể chia sẻ được với nhau nữa. Và em biết rằng khi mà em nói ra vấn đề mà em đang trăn trở, em đang suy nghĩ ở trong lòng thì câu anh nói sẽ là em suy nghĩ ít thôi. Vậy thì em nói ra để làm gì? Và tất cả những cái vấn đề đó em lại giữ cho mình và em lại tự giải quyết theo cái cảm xúc và cái suy nghĩ của mình. Lâu dần thì... không muốn nói gì với người ta nữa. Lâu dần thì cái đấy nó sẽ thành hình thành khoảng cách trong cái mối quan hệ của bọn em. Và bọn em đã không chia sẻ được và không thấu hiểu được với nhau. Thì đó mới là cái câu nói mà với em thì nó là sát thương mạnh nhất. Và có một lần hồi học cấp 3 á, thì bạn em cũng đã từng nói như thế với em. Khi mà em rất là vô tư, em kể với người ta về những cái muộn phiền trong lòng của mình. Em không biết là mình đang làm phiền bạn ý. Và đến khi mà vô thức bạn ý nói là: thôi mày đừng nói nữa, tao đi học chứ tao không muốn nghe mày than. Từ đó là em nhận ra là mình đang làm phiền bạn. Và em sống khép kín hơn, và em sẽ rất là ít chia sẻ với người khác. Thế nên là càng hình thành tính cách độc lập của em, bởi vì là em tự sản sinh ra cái năng lượng tích cực trong mình để tự giải quyết cái vấn đề của mình. Và cũng khi mà mình buồn thì mình cũng sẽ một mình tự giải quyết thôi. Với em thì những mối quan hệ mà khi mà đã biết là nó sẽ không đến đâu cả thì em sẽ không nói. Khi mà em nghĩ là cái mối quan hệ đó sẽ còn bền được và em sẽ muốn đi cùng mối quan hệ đó thì em sẽ phải phân tích cho người ta, em sẽ phải cãi nhau với người ta và em sẽ thể hiện thái độ của mình là em không thích điều đó và em muốn dỗi người ta để cùng giải quyết cái vấn đề, và là khi đó là mình đang còn quan tâm đến người ta. Nhưng mà khi mà em đã nghĩ là thôi mình không thể chia sẻ được và mình cũng đang làm phiền người ta và mối quan hệ này chắc chắn sẽ không đi về đâu cả thì em sẽ không nói nữa. Dù là cái vấn đề tranh cãi có đúng hay sai thì em cũng sẽ là người im lặng và em không nói nữa. Và đó cũng là lý do có một Linh Châu mạnh mẽ ngày hôm nay, đúng không? Dạ vâng. Có thể là mọi người ở đây sẽ nghĩ em là một người nhạy cảm, nhưng mà mỗi người sẽ có một cái giới hạn cảm xúc riêng. Và cái quan trọng của em là cái thái độ của cái người lắng nghe mình, là người ta chỉ cần ở đó và lắng nghe tôi và thấu hiểu cho tôi, bởi vì bạn là người mà tôi yêu thương, bạn là người bạn thân thiết của tôi. Thì đó mới là cái mà em cần, chứ cũng không cần mọi người phải lắng nghe để mọi người cùng giải quyết cái vấn đề của em. Nên là em đến đây để tìm một người có thể sẵn sàng ở đó và thấu hiểu em, thông cảm cho em. Và cũng sẽ ngược lại, em cũng sẽ sẵn sàng lắng nghe và em luôn là người lắng nghe và thấu hiểu cho những cái vấn đề của bạn ấy. Cảm ơn em. Em cũng đã từng có một cái mối quan hệ mà khi mà em chia sẻ với người ta, người ta thường nói là: thôi, anh đừng có tiêu cực quá. Mỗi lần mà em nói ra một cái vấn đề nào ấy, người ta đều nói em là: sao anh tiêu cực thế, bảo đừng có suy nghĩ nhiều nữa, em đang bị nhạy cảm đấy. Và họ liên tục nhắc lại như thế. Thì lâu dần ý, cũng như Châu nói là tôi không muốn chia sẻ nữa. Mỗi lần tính nói là người ta lại nói với mình như thế. Thì thấy lâu ngày thì chẳng muốn nói gì nữa, chẳng muốn chia sẻ gì nữa. Tại vì khi mà cứ bắt đầu chia sẻ hay nói thì người ta lại nói như vậy. Mà không phải là Châu là một người nhạy cảm đâu. Tại vì ngoài kia Châu không có chia sẻ với ai hết. Có một mình duy nhất người yêu của Châu thì Châu mới chia sẻ thôi. Nhưng mà khi mà Châu nhận lại được cái lời đấy thì em nghĩ là sự tổn thương trong Châu rất là nhiều. Với người khác đi, người ta nói là ở mày nghĩ nhiều quá là chuyện bình thường. Nhưng mà khi với một người mà mình thực lòng muốn kiểu chia sẻ với họ mà họ nói như thế thì thực sự là tổn thương. Rất là tổn thương. Một mối quan hệ mà không còn sự chia sẻ nữa thì anh nghĩ là nó đã chết rồi. Thì anh nghĩ là cái việc mà em dừng lại nó rất là hợp lý cho em thời điểm đấy. Và thời điểm hiện tại thì em đang rất là mạnh mẽ, em rất là kiên cường, em rất là chủ động trong mọi thứ. Và hôm nay em đến chương trình thì là một cái mà anh thấy là em đã vượt qua những cái thứ nỗi đau của em từ trước rồi. Thì một cái điều mà rất là đáng mừng. Chúc mừng em. Cười nhiều lên, đừng khóc nữa. Mắc cười mà, đúng không? Mắc cười. Nếu như bình thường á, em có chuyện mà em không chia sẻ được thì em sẽ làm gì?
Nếu mà không chia sẻ được thì em sẽ phải tự giải quyết bằng cảm xúc của mình. Với em bây giờ em khi mà đến cái độ tuổi này rồi thì cái việc mà giải quyết vấn đề của mình nó rất là đơn giản, và em luôn cho mình một cái năng lượng tích cực. Đơn giản. Em cứ suy nghĩ nó đơn giản là khi mà mình thể hiện được cái sự tích cực ra thì mình sẽ hút những cái năng lượng tích cực từ luật hấp dẫn. Mình tích cực thì mình sẽ hút những cái điều tích cực. Và cùng một cái sự việc đó, chỉ cần mình suy nghĩ nó khác đi, kết quả nó sẽ khác. Và em cũng đã thử rồi thì cũng đúng như thế. Bởi vì khi nếu mà mình buồn, mình cứ buồn hay mình cứ stress thì cái kết quả nó cũng không giải quyết được. Thì thay vì như thế thì mình nên nghĩ cách giải quyết và mình nên làm cho tinh thần mình ổn định hơn để cái kết quả nó khác đi. Đúng. Quan trọng nhất là học cách chấp nhận em ạ. Quan trọng là mình nhận ra lúc đấy là cảm xúc của mình như nào thôi. Đôi khi mình nghĩ nhiều và nó tự tạo áp lực cho mình, chứ nhiều khi người ta cũng chưa đánh chưa đụng vào người mình luôn. Thì cái đấy cũng là một cái mà Châu nói khá là hay, giống như kiểu là mình sẽ suy nghĩ tích cực đi á thì nó sẽ khác liền luôn. Có đâu mình mà cứ đắm chìm trong những cái suy nghĩ tiêu cực thì mình sẽ tự dưng mình sinh ra đủ mọi thứ chuyện theo tương mình tiêu cực, mình mệt mỏi. Em xin phép chia sẻ thêm một câu chuyện rất là vui. Mỗi lần em đi tập về á, vì cái chỗ tập của em và nhà em rất là xa thì em cần phải lái xe. Khi đến cái ngã rẽ á, trời ơi sao mà rõ ràng mình xi nhan rồi mà sao các anh chị xe máy các anh chị cứ tạt đầu mình không à. Mình xi nhan rồi mà sao mọi người bị sao vậy, mọi người không thấy nguy hiểm à. Mình lúc nào mình cũng than phiền như thế, mình than phiền ở trong xe là trời ơi đừng có tạt đầu em nữa, em xin mà em sợ lắm, em nhát lắm, con gái lái xe đấy. Nhưng mà khi mà em than nhiều quá thì em nghĩ đến cách giải quyết. Em bảo là bây giờ mà mình ngồi trong xe mà mình nói như thế thì đâu ai biết được là mình đang sợ hay là mình đang như thế nào. Kiểu gì cũng mở cửa xuống xe cho mà coi. Thì thay vì thế thì mình sẽ suy nghĩ khác đi, mình hành động khác đi. Thì thay vì cái đoạn gần rẽ em rẽ thì em sẽ xì nhan sát từ phía dưới bên này. Thế là đến khi mà rẽ thì em cứ thế em đi rồi, chẳng ai tạt đầu em nữa. Đúng, có hướng giải quyết khác ở khác liền. Và bây giờ thì còn một từ khóa cuối cùng. Và từ khóa này lúc nãy thì Linh Châu nói là Linh Châu sẽ chia sẻ cuối cùng. Thì chị không biết là hôn nhân màu gì? Hôn nhân đối với em màu gì? Cho em hỏi mọi người thêm một câu nữa. Thì hôn nhân đối với chị Phương Anh và đối với mọi người ở đây thì là màu gì ạ? Màu hồng, màu xanh, màu tím hay là màu cam hả Trung Huy? Màu xanh. Bọn em như cây đèn giao thông ấy. Như là màu áo. Hôn nhân đối với em nha, em nhìn thấy thì em thấy màu hồng. Tại vì em thấy khi mà không dễ gì tới hôn nhân đâu chị. Kiểu hai người đó phải yêu nhau dữ lắm luôn, phải trải qua nhiều chuyện rồi thấu hiểu nhau, rồi phải thông cảm cho nhau, rồi bao dung các thứ. Cho nên là em nghĩ hôn nhân chắc là màu hồng. Còn Duy Luân đi ha, hôn nhân của em màu gì? Thì em nghĩ thì hôn nhân thì em nghĩ là cũng thì giống như Trung Quy là màu hồng. Nhưng mà thật sự khi mình bước vào hôn nhân thì cái màu hồng đó nó sẽ nhạt hay nó đậm, nó sẽ là tùy thuộc vào giữa hai người trong cái mối quan hệ đó. Thật ra đây là cái từ khóa em muốn chia sẻ cuối cùng. Bởi vì cái từ khóa này nó có rất là nhiều ý nghĩa với em. Và gần như tất cả những cái từ khóa ở trên này nó đều xuất phát từ cái từ khóa này mà ra. Mọi người hay thường nói là hôn nhân là nấm mủ của tình yêu. Và em đã từng có suy nghĩ như thế. Bởi vì em bố mẹ em có một cái cuộc hôn nhân nó không hoàn hảo. Với em thì cái ngày nhỏ em nghĩ là hôn nhân nó là một cái màu rất là màu xám mà. Bởi vì là em đã chứng kiến bố mẹ em cãi vã nhau từ rất là sớm. Thôi, mạnh mẽ lên. Mắc cười. Nên là cảm ơn cậu. Nhà em thì có hai chị em, có em và một bạn em trai nữa, thì em vẫn là chị cả. Thì từ nhỏ bọn em đã phải chứng kiến những cái cuộc cãi vã của bố mẹ em rồi, những câu nói của bố mẹ em rất là vô tình
nhưng mà lại cái gây cái ám ảnh tâm lý của bọn em. Ví dụ như là anh kìm hãm tôi quá nhiều, cô kìm hãm tôi quá nhiều, từ ngày lấy cô tôi không thể thở được. Những cái câu nói xảy ra như cơm bữa. Khi mà em thấy mẹ em khóc nhiều quá, bố mẹ em cãi nhau nhiều quá, và em là một đứa con, nhưng mà em phải nói với mẹ em rằng là mẹ ơi, nếu mà bố mẹ không hạnh phúc á, thì bố mẹ hãy ly hôn đi. Chị hiểu cảm giác của một cái đứa nhỏ mà đã hình thành được cái tâm lý là nghĩ đến là cảnh mẹ để mẹ ly hôn, để bố mẹ ly hôn, để gia đình không hạnh phúc. Thì là lúc đó là em đã nhận thức rất là sớm rồi. Đây là cái việc mà em giấu rất là kín và em không chia sẻ với ai cả. Bởi vì lúc nào em cũng tỏ ra là mình mạnh mẽ để mình làm chỗ dựa cho mẹ em và cho em của em. Lúc nào cũng thấy tiếng khóc không à. Này, em không muốn một cái cuộc hôn nhân mà nó xảy ra nó không có tiếng cười như thế. Khi mà em nói như thế á, mẹ em nói một câu là không phải vì con, không phải vì em thì mẹ đã ly hôn lâu rồi. Chỉ vì các con mà mẹ phải chịu đựng đến bây giờ. Khi em lên đại học, tức là từ ngày nhỏ cho đến khi em lên đại học là một quãng thời gian rất là dài. Và cái kết quả của cuộc hôn nhân bố mẹ em vẫn là ly hôn à? Thế nên là em suy nghĩ là tại sao cũng cùng một kết quả đó mà lại không giải thoát cho nhau sớm hơn. Mà cái người chịu đựng á thì lại là các con, là những cái người xung quanh chứ không phải là mối quan hệ của họ nữa. Họ vô thức, bố mẹ vô thức nói là vì các con mà bố mẹ phải chịu đựng. Khi đó thì em chỉ có một suy nghĩ là trời ơi, tại sao mình lại làm khổ bố mẹ mình. Những cái câu nói nó rất là vô tình nhưng mà nó lại gây ám ảnh tâm lý của bọn em rất là nhiều. Và tại chương trình này thì em cũng muốn chia sẻ với, em cũng muốn đưa ra một cái quan điểm là nếu như một cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc á, với em, quan điểm của em thì ly hôn không có gì xấu cả. Chỉ khi mà cố giữ cái cuộc hôn nhân không hạnh phúc đó mà làm ảnh hưởng đến những người xung quanh thì mới là xấu. Vậy thì bây giờ gia đình em đã ổn chưa? Bố mẹ em đã cân bằng được cuộc sống sau khi chia tay nhau? Dạ vâng. Bây giờ rất là may mắn khi mà bố mẹ em đã cân bằng lại cuộc sống và mọi người đều có một cái niềm vui riêng. Tư tưởng của em rất là thoải mái. Chỉ cần bố mẹ hạnh phúc thì mình làm cái gì cũng được hết. Nên là em mới muốn là không bố, các bậc phụ huynh đừng để con cái làm lý do cho cái quyết định của mình. Nhưng mà chị nghĩ là mình cũng không nên trách bố mẹ mình, bởi vì khi mà trở thành một người bố, một người mẹ rồi thì hai từ trách nhiệm của bố mẹ mình rất là lớn. Cho nên là em cũng đừng quá buồn bởi vì mẹ em đã quyết định hơi trễ như vậy. Thì em hãy thương bố mẹ, thương bố mẹ mình nhiều hơn vì quyết định đó nha em. Em với em thì bố mẹ dành tình cảm rất là nhiều cho em. Dù gì thì em rất là thương bố mẹ, dù có thế nào nữa thì bố với em thì bố mẹ vẫn là một cái người mà em luôn tôn trọng cái quyết định và em luôn dành tình cảm rất là nhiều cho bố mẹ. Em chưa bao giờ em nghĩ là em sẽ hận bố mẹ hay là em sẽ không thích bố mẹ là như nào cả. Nhưng mà bây giờ cho chị hỏi là đối với em hôn nhân nó còn màu xám không? Em có thay đổi quan điểm của mình về hôn nhân chưa? Em có. Em có rồi đúng không? Bây giờ hôn nhân vẫn là màu hồng. Bởi vì là em tin rằng là cái cách đối xử của mình trong cái mối quan hệ đồng hành và thấu hiểu nhau thì nó mới tạo nên một cái màu trong hôn nhân. Em cũng xin phép chia sẻ thêm một xíu đó là về cái từ khóa này. Chính vì những cái câu nói của bố mẹ em khi mà thốt lên trong những cái cuộc cãi vã rất là vô tình thôi thì nó vô thức nó hình thành trong cái nỗi sợ của em, nó tâm lý của em, đó là cái việc kiểm soát người mình yêu. Em có một cái tính cách rất là thoải mái. Khi mà yêu người yêu á
thì em sẽ không hề kiểm soát người yêu em một xíu nào cả. Từ cái việc điện thoại nhắn tin với ai, đi chơi với ai, hay là nhậu với ai, hay là chơi những cái gì cả. Thì chỉ cần người ta nói nhắn tin cho em là anh đang đi cùng bạn này, hay là kể cả việc người ta đi qua đêm mà người ta chỉ cần báo lại với em một câu là em cũng sẽ đồng ý. Đến cái độ mà người ta nghĩ mình không yêu người ta vì mình không biết ghen. Không phải là em không ghen, sự yêu thì ai cũng ghen cả. Nhưng mà em chỉ đang không muốn kiểm soát và em đang muốn tôn trọng cái không gian riêng tư của mỗi người. Và hy vọng mà cái người mà em đến đây tìm hiểu thì anh cũng sẽ tôn trọng cái không gian riêng tư của em. Như em chia sẻ là em là một cô gái rất là mạnh mẽ. Em rất ít khi nào bộc lộ cảm xúc của mình. Nhưng mà ngày hôm nay đến với sân khấu Tỏ Tình Hoàng Mỹ thì chị thấy những giọt nước mắt của em rơi rất là nhiều. Và chị rất là muốn ôm em một cái. Bởi vì cô gái này đã phải gồng mình rất là lâu rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì mình thay đổi không khí nha các chàng trai. Ok chị. Rồi, bây giờ thì xin mời quý vị khán giả, mời 8 chàng trai và em Linh Châu sẽ cùng đến với trò chơi. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Đã ở ngay trước mắt anh đây là cả thế gian. Vũ trụ.